Tin tiếp theo cho biết Trung Cộng đề nghị tài trợ chi phí nghiên cứu hỏa xa 100.000 tỷ đồng của Việt Nam. Theo như báo Dân Trí vào ngày 24 tháng 11 năm 2019 loan tin, cố vấn phía Trung Cộng vừa có báo cáo nghiên cứu tuyến đường hỏa xa Hải Phòng Trung Cộng gửi đến Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam. Chi phí của việc thực hiện nghiên cứu này là do chính phủ Trung Cộng tài trợ. Theo đó, tuyến hỏa xa này có chiều dài khoảng 388 cây số với tổng số tiền đầu tư tạm tính do đơn vị cố vấn của Trung Cộng đưa ra là 100.000 tỷ đồng. Số tiền này chưa bao gồm tiền san bằng mặt đất. Hiện tại, dự án này đang ở trong giai đoạn nghiên cứu quy hoạch và đã được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phê duyệt. Phía cố vấn Trung Cộng đề nghị là dự án hỏa xa nên được phân kỳ chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2020 đến 2025 và bắt đầu xây dựng vào giai đoạn sau năm 2025. Nhận xét về dự án này, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã lên tiếng phản đối vì bà cho rằng đây là dự án không cần thiết. Bà Chi Lan nói rằng dự án trên chỉ phục vụ chủ yếu là cho phía Trung Cộng vì nhu cầu vận tải của Việt Nam sang Trung Cộng ít hơn nhiều so với hàng hóa Trung Cộng sang Việt Nam. Vì vậy, bà Chi Lan đặt ra câu hỏi, tại sao Việt Nam phải bỏ tiền ra đầu tư để Trung Cộng hưởng lợi? Mặt khác, theo bà Chi Lan thì hạ tầng giao thông ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long kết nối với Sài Gòn đang thiếu trầm trọng. Vì vậy, nhà cầm quyền nên đầu tư xây dựng giao thông ở khu vực này. Nói tóm lại, bà Chi Lan khẳng định dự án hỏa xa 100.000 tỷ đồng trên vừa lãng phí vừa vô lý.